Xin chào các bạn. Theo các bạn thì bộ phận nào của cái cây quế thì là đắt nhất? Thân, lá, cành, vỏ hay là cái cây con? Theo mình thì hiện nay lá và cành nhỏ họ bán với giá là khoảng 4.000 đồng để cho cái công ty họ mang đi trưng dầu. Và cái vỏ quế hiện nay được bán với giá là 55.000 đến 60.000 một kg khô và từ 20 đến 25.000 đồng trên một kg tươi. Thế thì bộ phận nào gọi là đắt nhất trong cái cây quế này? Thế theo các bạn, hiện nay thì cái hạt của cái cây quế con, hạt của cái cây quế thì nó là đắt nhất. Vì là hiện nay thì hạt khô của cái cây quế được bán với giá là từ 250 đến 300.000 đồng. Đây là hạt quế mà đã khô rồi, là bóc vỏ ấy, hạt quế vậy. Đây các bạn chỉ cần là mang về gieo luôn nhé. Đây là đã bóc vỏ rồi, cái vỏ đằng ngoài ấy, cái hạt quế này. Thì khi mà các bạn mà chuẩn bị gieo, chuẩn bị ươm ấy thì các bạn lại phải ủ trong cát. Nhưng mà ủ trong cát khoảng 24 tiếng đồng hồ, sau đó thì các bạn mới bắt đầu là mang về ươm. Thông thường ở đây thì người ta bóc vỏ mà đây này, đây các bạn nhìn nhé, cái hạt quế đây mình đang ở cái quán xá mình review cho các bạn luôn nhé. Đó, đây là hạt quế thì sắp nảy mầm rồi. Đây này, đó, đây cái hạt bây giờ là các bạn nhìn thấy nhé, thì cái hạt này nó đã tách như này là sắp nảy mầm đó. Nhưng mà khi mà các bạn mang đi gieo ấy thì các bạn lại phải ủ với cát là khoảng 24 tiếng đồng hồ. Đây là mình đã lựa chọn sẵn hết rồi, toàn là những hạt mẩy thôi. Tức là mình đã ngâm mà đã chọn những hạt mẩy hết, tức là phải cho xuống nước cái hạt nào mà cái nó nổi ấy, thì mình đã vớt đi hết rồi đó. Thì do vậy các bạn rất yên tâm về cái sản phẩm ở đây. Thì là mình review cho các bạn. Và tới này các bạn mà làm ấy có hiệu quả thì các bạn phản hồi lại cho mình nhé. Đây hạt quế khu vực mình nó chỉ nhỏ bằng này thôi. Tức là cái này thì là nếu mà còn vỏ thì nó to hơn, nhưng mà đây là hết cái vỏ rồi. Cái vỏ thì nó đã tức là vỏ thì một ít thôi, có một tẹo thôi. Thì đây là đã vỏ thì là đã vo, tức là mình cho xuống nước sau đó là mình vo đi rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn thì nếu mà ươm, tức là các bạn mở xa ấy, thì mình có thể gửi cho các bạn thì ít thôi, không gửi được nhiều đâu. Tức là mỗi một cân ở đây thì là các bạn sẽ được là hơn 2.000 hạt. Đó, đối với hạt nhỏ này hơn 2.000 hạt, đây là một cân nhé, một túi này một cân này. Một cân này thì là được hơn 2.000 hạt để các bạn mà ươm. Đấy, mà cái 2.000 hạt này thì các bạn có thể nhân ra trồng được khoảng gần nửa ha đó. Thì bạn nào có mà kinh nghiệm ấy thì các bạn nên mua hạt về là mình ươm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau. Xin cảm ơn các bạn.